Chào mọi người, mình là Đặng Hữu Lam, admin cộng đồng Dynamo BIM Việt Nam. Thời gian gần đây, BIM đã trở thành một xu thế tất yếu đối với ngành xây dựng, và đi theo xu thế đó là những nhu cầu vô cùng chính đáng của kỹ sư và kiến trúc sư khi làm việc với dữ liệu BIM. Mình có thể kể ra những cái nhu cầu tổng quát nhất như là nhu cầu tự động khởi tạo dữ liệu BIM, nhu cầu tự động chỉnh sửa dữ liệu BIM, nhu cầu tự động tổ chức dữ liệu BIM và nhu cầu tự động khai thác dữ liệu BIM. Đối với lại Revit nói riêng thì chúng ta sẽ có một cái ứng dụng để thỏa mãn tất cả những cái nhu cầu đó, đó tên là Dynamo. Ở video đầu tiên này mình sẽ cho mọi người nhìn thấy được cái nhìn tổng quát nhất và cũng là chi tiết nhất về Dynamo dựa theo kinh nghiệm quản lý ở nhiều bộ môn của mình. Nhá. Ok, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nhá. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là Dynamo là gì đã đúng không? Thì mình xin mạn phép định nghĩa là Dynamo là một ứng dụng lập trình trực quan chỉ dành cho kỹ sư và kiến trúc sư, giúp kỹ sư và kiến trúc sư có thể tự động hóa làm việc với lại dữ liệu BIM. Tự động hóa làm việc với dữ liệu BIM thì bao gồm rất là nhiều thứ nha. Tí nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thế còn mọi người chỉ cần chú ý đến vấn đề gọi là nó chỉ dành cho kỹ sư và kiến trúc sư thôi, tức là những người làm kỹ thuật và không có kiến thức về lập trình. Đúng chưa? Mọi người yên tâm là như vậy, bởi vì nó vì thế nên nó rất là dễ học nhá. Đã đi vào tìm hiểu nhá. Thế thì định nghĩa như thế thì vẫn chưa thấy hết vai trò đúng không? Thì mình ở đây mình sẽ đưa ra những cái chi tiết nhất, những cái ứng dụng chi tiết nhất để giúp cho mọi người có thể hiểu được những cái ứng dụng của nó, và sau đó mình sẽ tổng hợp lại cho mọi người. Thì cụ thể ở đây thì mọi người có thể quan sát, đây mình sẽ chia thành hai phần, một phần là ứng dụng chung và một phần là ứng dụng riêng. Ở đây mọi người xem phần ứng dụng chung trước nhá. Ví dụ như ứng dụng chung như thế này rất là nhiều, tức là bất kỳ bộ môn nào đều dùng ấy, kiến trúc kết cấu hay là các bộ môn cơ điện hoặc là hạ tầng kỹ thuật đều có thể dùng các ứng dụng này. Và phần tiếp theo là ứng dụng riêng, ví dụ ứng dụng riêng cho bộ môn hệ thống cơ điện chẳng hạn. Đây, mọi người thấy là mình kể ra được rất nhiều. Nó có thể ứng dụng bộ môn cơ điện, ứng dụng hết những cái này nhá. Sau đó thì mọi người sẽ có thể ứng dụng vào những cái này. Nhá, ứng dụng vào những cái này. Đó. Hay là ứng dụng riêng cho bộ môn kiến trúc kết cấu. Với cơ điện thì nổi tiếng nhất vẫn là vẽ ống và chia ống đúng không? Vẽ ống cấp thoát nước này, vẽ ống gió này, hay là tự động đặt giá đỡ rồi tự động chia ống. Đối với môn kiến trúc kết cấu thì tôi kể đến là tự động vẽ thép, tự động vẽ lớp hoàn thiện, tự động vẽ những cái vật liệu hoàn thiện, vân vân, rất là nhiều. Hay là tự động rất là nổi tiếng như là tự động dựng những cái phần pha xác rất là phức tạp, đúng không? Đấy. Ở đây, cho dù là nó thuộc bất kỳ những ứng dụng cụ thể nào trong đây thì mình tổng hợp lại cho mọi người thành một phần rất là dễ nhớ, đó là cho dù mọi người làm cái gì thì nó rơi vào một trong 8 cái ứng dụng này, đúng chưa? Trong 8 ứng dụng này. Đầu tiên nó là ứng dụng cho tự động mô hình 3D chẳng hạn. Ở với bộ môn kiến trúc ta có thể kể đến là tự động vẽ sàn hoàn thiện, tường hoàn thiện, lanh tô, cửa đúng không, vẽ vẽ lớp má cửa hay là vân vân, rất là nhiều ạ. Hay tự động vẽ room rồi đặt tên room vân vân. À, ta có thể với bộ môn kiến trúc thì có thể là nổi tiếng nhất là vẫn là tự động vẽ thép đúng không, vẽ thép và đặc biệt mạnh đối với những cái cấu kiện thép có hình dạng phức tạp, đúng không? Tự động khởi tạo và chỉnh sửa dữ liệu mô hình BIM, ta có thể kể đến như là có thể bài toán là tự động tránh giao cắt chẳng hạn, nó là tự động chỉnh sửa mô hình BIM đúng không? Hay là bài toán gọi là ta sửa một tên những cái cột trong kiến trúc kết cấu chẳng hạn, hay đánh mác lại cho những cái tên, hoặc là đặt tên phòng trong kiến trúc đúng không? Vân vân. Hỗ trợ kiểm soát chất lượng mô hình BIM. À, cái này thì nó thuộc cái phạm trù quản lý của cái người quản lý, tức là người quản lý có thể dùng nó để dùng cái mô hình BIM ấy xuất ra thông tin, dữ liệu, xuất ra dữ liệu chính xác hơn, và sau đó thì sẽ tổng hợp dữ liệu đấy, đưa ra được thông tin quan trọng để đưa ra quyết định, đó là thuộc phạm trù quản lý nhá. Hay là hỗ trợ tự động xử lý va chạm. À, cái này có thể xử lý được va chạm, giống kiểu là có thể tự động đục tường, đục dầm, đục vách khi mà giao cắt, hoặc là kiểm tra những cái giao cắt cho kiến trúc và kết cấu để tự động xử lý đấy. Hay là tự động hóa triển khai hồ sơ này, thì mọi người có thể kể đến là bộ môn nào cũng cần, như là tự động tạo view, tự động tạo sheet, duplicate view, duplicate sheet, hay là tự động tạo dim tang text note vân vân, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, rất là nhiều thứ có thể tự động được, add template kia đó, hay là trao đổi dữ liệu giữa các BIM tool. À, cái này thì rất là đơn giản thôi, đó là khi mà mọi người làm một cái BIM tool nào đó, Revit cũng được, Archicad hay Tekla hay là Opland hay là Bricad được, ứng dụng BIM nào cũng được, thì mọi người có nhu cầu gọi là chuyển dữ liệu sang một ứng dụng khác thì Dynamo sẽ hỗ trợ cái việc này rất là tốt. Nó mà nổi tiếng nhất thì vẫn là chuyển sang Excel. Excel là một BIM tool nổi tiếng nhất mà đúng không? Excel là một BIM tool tốt nhất đấy ạ. Thì chuyển giao dữ liệu giữa Excel, sau đó các ứng dụng khác có thể đọc được dữ liệu từ Excel. Bởi đơn giản rằng dữ liệu Excel là dữ liệu chuẩn hóa theo hàm và cột rồi, nó rất là dễ đọc, nên ứng dụng BIM tool nào sẽ cũng hỗ trợ mọi người làm việc đấy thôi. Và Dynamo thì hỗ trợ cho Revit làm việc đấy rất là tốt.
Mọi người có thể xuất ra dữ liệu cho bên QS chẳng hạn, đúng không, để làm khối lượng chẳng hạn, rất là nhiều thứ liên quan. Tạo liên kết dữ liệu trong gói thông tin, cái này có vẻ hơi mới, nghe hơi lạ nhỉ. Thế thì thường ấy thì cái ông kết cấu ông có thể vẽ những cái dầm của ông ấy, nhưng mà cái ông kiến trúc thậm chí cũng có thể lấy được thông tin của cái dầm đấy để có thể tự động vẽ cái lớp hoàn thiện dưới đáy dầm chẳng hạn, hoặc là ông có thể lấy những cái dầm nằm trên cái phần chỗ bậu lan can chẳng hạn, để ông có thể vẽ tự động được cái lan can của ông ấy trong kiến trúc ấy. Hoặc là ông cơ điện có thể sử dụng cái thông tin về phòng, tức là room ấy, thì có thể tự động tạo ra cái mặt bằng, ví dụ mặt bằng cấp thoát nước căn hộ này chẳng hạn, bởi vì ông kiến trúc sư đã tạo ra cái đấy rồi. Đấy chính là gọi là logic thông tin với các bộ môn, đúng không? Dynamo có thể dùng làm việc đấy rất là tốt, tức là tận dụng tối đa lại thông tin trong mô hình BIM nhé. Xử lý các vấn đề khó, trong các dự án xuất hiện đặc biệt đặc thù của những cái dự án giống kiểu là về cầu đường hoặc là về những cái kiến trúc mang tính điểm nhấn, thì nó sẽ có những cái kết cấu hoặc kiến trúc rất là phức tạp, đúng không? Như là pha sát của những tòa nhà mang tính điểm nhấn chẳng hạn, hay là những cái như là trụ cong của cầu, hay là những cái như cáp dưỡng lực ở trong kết cấu, vân vân. Những cái đấy là những cái vấn đề khó đặc thù cho cái dự án đấy, và nếu như không có sự hỗ trợ của Dynamo thì làm rất là vất vả, đúng không? Để mô tả chính xác trong không gian rất là vất vả, nên là nếu có sự ứng dụng Dynamo sẽ tốt hơn nhá. Và đó, mình đã trình bày xong cái phần gọi là cho thấy mọi người thấy được cái ứng dụng tổng quát nhất của Dynamo, để cho mọi người hiểu được chi tiết cũng có mà tổng quát cũng có, để cho mọi người có thể có động lực học tập, đúng không? Thì để mà làm được cái ứng dụng này thì mọi người cần phải đi vào cái phần được gọi là nền tảng của Dynamo. Nó giống như việc mọi người cần phải học cộng trừ nhân chia trước khi học tích phân vậy. Và để hỗ trợ cho kỹ sư và kiến trúc sư để phổ cập hơn Dynamo nói chung, thì mình sẽ đưa ra một cái chương trình để giúp cho những cái người chưa bao giờ tiếp cận với Dynamo cả có thể dễ dàng sử dụng được nó để bắt đầu xây dựng những ứng dụng này. Đây. Và tất nhiên nó miễn phí, đúng không? Đây. Đừng coi thường nó nhá, mình biết là có những bạn sẽ học qua Dynamo rồi, nhưng mà những bạn này nền tảng không hề chắc một chút nào, dẫn đến việc mọi người bạn các ba bạn đấy không thể tư duy được, và những cái phần này sẽ giúp cho mọi người tư duy. Sau khi học hết những cái phần này rồi, qua các series video của mình thì mình sẽ tiếp tục bổ sung thêm những bài ứng dụng, có thể là theo yêu cầu của các bạn đấy, comment bên dưới các bộ video này để mình có thể cho mọi người thấy được cái ứng dụng thực tế nó tốt đến mức nào. Ok chưa? Ok, chúng ta đã xong cái nội dung của video buổi 1. Thế thì hẹn gặp lại mọi người vào video buổi sau nhé.